Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có một cảnh quay thật là đặc biệt. Lý do là nhà mình cúp điện, cho nên là mình chỉ còn có cái chùm đèn này. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là trong một tương lai, tức là khoảng từ đây cho đến trong vòng 3 năm. Trong vòng 3 năm nha mọi người, thì các bạn có kết hôn chính thức hay không? Và ngày hôm nay là mình sẽ không có gọi là mô tả người chồng hoặc là người vợ của các bạn. Nếu có thì mình sẽ mô tả thêm. Còn là chủ yếu là mình tập trung vào trong cái câu là liệu trong vòng 3 năm, tức là từ bây giờ trở đi đến 3 năm, thì các bạn có khả năng kết hôn chính thức trong vòng 3 năm trở lại hay không nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chọn tụ bài nha. Rất ngẫu nhiên các bạn chọn tụ nha. Hình ảnh nha mọi người. Trời ơi, wow, hình con ếch. Mọi người chọn một cách các bạn cứ chọn một cách vô tư lên á, cứ sử dụng cái hình ảnh thôi. Các bạn cứ ấn tượng với hình ảnh thì chúng ta chọn. Đây nè mọi người, các bạn tụ một nè, con ếch. Các bạn tụ hai, ngọn nến. Các bạn tụ ba là con gì đó. Con mèo hả? Với một đôi mắt rất là to. Mỗi một lá bài là có một cái vẻ đẹp nó rất là riêng biệt nhau mọi người, cho nên các bạn nhìn lâu một chút ha, các bạn sẽ ấn tượng là chọn. Tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1 nha. Xin chào các bạn tụ 1. Trong vòng 3 năm tính từ bây giờ thì các bạn có kết hôn chính thức hay không? Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rút bài trực tiếp như thế này rất là thú vị nè, và để các bạn thấy rõ được cái quá trình rút bài nữa. Chờ nha mọi người, chúng ta còn nhiều lá bài á. Chúng ta còn một lá cuối cùng. Rồi, mình bắt đầu lập bài nè. Các bạn có find opening to discover. Đang mở ra cái sự khám phá của các bạn. Và ở đây chúng ta có là make room. Hãy tạo ra một căn phòng để cho happy ending đến với cuộc đời các bạn. Oh my god, it's now within your grasp. Các bạn tụ 1 rất là may mắn. Thật sự các bạn có khả năng rất cao cho một cái happy ending mà là đang đến gần nữa. Nó không phải là thời gian gọi là trong vòng 3 năm, nhưng mà nó là cái thời gian gần với bây giờ nè. Gần với bây giờ, chứ không phải là quá lâu như mọi người. Wow, lúc này đây nè, các bạn cứ tập trung vào trong cái việc tạo ra cái niềm vui cho cuộc sống nha. Và giống như là các bạn hãy dành thời gian á, và dành thời gian cho tâm hồn, linh hồn của các bạn nha. Ví dụ như là các bạn, điều gì làm cho các bạn cười, điều gì làm cho các bạn vui, hạnh phúc, hãy can đảm lên và hướng đến cái điều đó. Đừng trói buộc bản thân của mình. Đến lúc là các bạn phải chiến thắng những cái sự lo sợ của bản thân, hoặc là chiến thắng những cái trì hoãn cho những cái bước đầu tiên á. Thường những bước đầu tiên chúng ta rất khó hành động bởi vì cái sự do dự, cái sự trì hoãn. Các bạn hãy chiến thắng cái điều này. Đây là thời gian để dành cho tâm hồn. Hãy tập trung làm điều đó.
Và các bạn cũng dành luôn cái thời gian để bạn tìm hiểu thêm về người yêu của các bạn, về tình yêu của các bạn, về những điều kiện trong tình yêu của các bạn. Tức là điều kiện ở đây là mình muốn nói là các bạn sẽ tạo dựng cho một cái cuộc sống tương lai giữa hai người như thế nào, các bạn làm việc ra sao, rồi các bạn sống ở đâu, và các bạn tạo dựng được một gia đình hạnh phúc như thế nào. Thì đây chính là cái khoảng thời gian để tìm hiểu và học hỏi. Wow, nó sẽ có hai điều để chuẩn bị cho một cái kết happy ending xảy ra trong tình yêu của các bạn nha. Kể cả việc là bạn đang độc thân, bạn chưa có người yêu, hay là bạn đang có đối tượng bạn tìm hiểu đi chăng nữa, thì có nghĩa là khi các bạn đã chấp nhận xem cái phần trả bài này thì chứng tỏ rằng là bạn không phải muốn hành trình của mình là một mình, tức là bạn muốn hành trình của mình là có đôi có cặp. Cho nên dẫu bạn đang có người yêu đang tìm hiểu hoặc là bạn đang độc thân đi chăng nữa, vẫn là bạn chuẩn bị hai điều. Cái điều thứ nhất là tạo ra một cái cuộc sống tinh thần đầy phong phú cho chính bản thân của bạn á. Và cái điều thứ hai chính là bạn suy nghĩ đến là một cái cuộc sống tương lai giữa hai người bạn mong muốn là như thế nào. Kể cả bạn đang độc thân, nhưng nếu bạn có mưu cầu là muốn có đôi có cặp, bạn cũng hãy tưởng tượng là khi mình kết hôn thì sẽ như thế nào, mình và người phối ngẫu của mình sẽ sống ở đâu và xây dựng một cuộc sống như thế nào, khi đó bạn sẽ làm gì. Đó là bạn hãy chuẩn bị cho cái điều đó. Khi bạn chuẩn bị cho cái điều đó thì có nghĩa là bạn đang tạo ra một cái không gian để cho một cái kết happy ending trong tình yêu đến với các bạn nha. Và thông điệp của các bạn lên những cái câu trả lời nó thực sự rất là tràn đầy cái sự hy vọng trong đó. Lên luôn là khuyến khích các bạn make room, tạo ra một cái không gian cho một cái happy ending. Spirit Guide, sự hướng dẫn của bậc thầy hướng dẫn tâm linh của các bạn nè. Trên cái con đường tìm kiếm người vợ hoặc là người chồng của các bạn, thật ra là có sự hướng dẫn của các thiên thần bảo hộ các bạn. Có liên quan đến tâm linh nha mọi người. Người vợ hoặc là người chồng của các bạn là sẽ bước vào cuộc đời các bạn có liên quan đến yếu tố của tâm lý, tâm linh, tinh thần. Transformation. Nó liên quan như thế này. Là bạn biết đến người vợ hoặc là người chồng tương lai của các bạn á, thì nó sẽ liên quan đến bạn kết thúc một cái điều cũ. Bạn chữa lành cho cái điều cũ và bạn hướng đến tương lai của bạn. Tức là bạn trong cái giai đoạn á, bạn vượt qua được những cái gọi là bóng tối linh hồn. Bóng tối linh hồn của bạn vượt qua được những cái thử thách và cái thách thức trong cuộc sống của các bạn, mang tính chất bước ngoặt lớn luôn. Cho nên giống như từ đó bạn tìm hiểu nhiều về chữa lành, về tâm linh, và bạn có sự trưởng thành về mặt linh hồn hơn. Và khi đó cái nhân duyên để cho bạn gặp người vợ và người chồng của bạn đến nha. Trời ơi, 10 ly nè, một gia đình hạnh phúc. Các bạn đến nhanh lắm nha. Strategy là chiến lược. Rồi focus. Ở đây là đang nói về trí tuệ của một vị phù thủy lớn. Và các bạn có 4 ly và có compromise. 4 ly và compromise. Mình để đây nha. Hết chỗ để rồi. Đây mọi người, để mình phân tích nè. Các bạn có liên quan đến cái việc kết hôn chính thức á. Và trong một số trường hợp thì mình cũng có thấy là liên quan đến kết thúc cho một cuộc tình, cho một cuộc hôn nhân trước đó. Có luôn trong đây, tại vì ở đây có pháp luật nè. Cho nên là ở đây có thể nhiều bạn là cũng có thể một số trường hợp các bạn chọn tụ một á, là các bạn cũng một lần kết hôn. Nhưng mà transformation á, tức là trên là một sự chấm dứt rõ ràng, một sự chấm dứt rõ ràng cho một lần kết hôn của các bạn ha, có liên quan đến pháp luật và những cái gọi là thủ tục hành chính, pháp luật, pháp lý gì đó, thì nó đạt đến cái sự cân bằng, công bằng nha, hài hòa. Các bạn đang hướng đến một gia đình hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự. Sau cái đợt chuyển hóa, trong cuộc đời của các bạn, mà cái sự chuyển hóa của các bạn tụ một á, thì nó có thể gồm rất là nhiều cái trường hợp ở trong đây nha. Tức là một á, là cái sự chuyển hóa liên quan đến cái việc là
sẽ có một vài bạn là giống như kết thúc đi một cái cuộc hôn nhân cũ, và các bạn hướng đến đó là một cái cuộc hôn nhân thật sự, trong đó có tình yêu thương nè. Cái sự chuyển hóa của các bạn nó cũng có thể nó làm các bạn chiến thắng được cái giai đoạn của bóng tối linh hồn. Mà giai đoạn bóng tối linh hồn nó có thể liên quan đến vấn đề gì? Có thể liên quan đến sự nghiệp cũ của các bạn, môi trường làm việc cũ, hoặc là liên quan đến giá trị bản thân của các bạn, hoặc là liên quan đến những cái gọi là tổn thương đứa trẻ bên trong của các bạn. Mà tổn thương đứa trẻ bên trong thì nó liên quan đến cuộc sống, rồi liên quan đến gia đình, vân vân. Cho nên là các bạn phải trải qua là ít nhất một lần của cái sự chuyển hóa lớn trong cuộc đời. Thậm chí là như mình nói luôn là chấm dứt đi một cái điều cũ ha, và sau đó là các bạn mới có được một cái sự hạnh phúc chân thật. Ở đây á, các bạn thấy nha, bây giờ mọi vấn đề trong cuộc sống các bạn nên có sách lược, đó là một cái mà vũ trụ muốn khuyên các bạn á. Ví dụ như các bạn mong muốn sắp tới cuộc đời mình như thế nào, hãy có sách lược, hãy có chiến lược, hãy có kế hoạch cho nó. Và đặc biệt hãy có niềm tin thật mãnh liệt vào vũ trụ, vào thiên thần bảo hộ các bạn nha. Bởi vì thiên thần bảo hộ các bạn gọi là hướng dẫn, guiding, gọi là hướng dẫn cho các bạn nhiều lắm. Bạn thấy được một tương lai như thế nào, và bạn thật sự bạn rất là được bảo vệ và hướng dẫn bởi thiên thần bảo hộ của bạn á. Với một cái nữa là các bạn tụi mình là những người rất là trí tuệ á. Bằng những cái sự phát triển của bạn, bạn có thể phát triển theo một cách nào đó, bạn tự học hay là bạn học hỏi qua cái sự trải nghiệm trong cuộc sống, vân vân. Có nghĩa là bằng một cách nào đó thì bạn đạt tới cái nguồn năng lượng là bạn cực kỳ trí tuệ á. Bạn là một người có trí tuệ rất là sâu sắc. Wow, rồi như vậy thì mình sẽ chốt nha, chốt lại đó là trong vòng 3 năm khả năng cho một cái happy ending của các bạn mà có liên quan đến pháp luật, tức là nó sẽ là có sự đám cưới chính thức xảy ra với các bạn, mà là gần đến với các bạn rồi luôn, chứ nó sẽ không có phải chờ vào cái hết hạn 3 năm đâu, mà nó là gần đến với các bạn luôn. Và lúc này đây thì vũ trụ muốn nói với các bạn là hãy tạo cái không gian để cho cái sự cái happy ending này diễn ra với các bạn. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuần 1 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời ơi, cái đèn pin ánh sáng nè mọi người, nó còn có chút xíu pin hà. Mình không biết đủ sáng cho mấy bạn tù 2-3 không nữa. Xin chào các bạn tù 2. Wow. Trong vòng 3 năm tính từ bây giờ là các bạn sẽ có một cái sự kết hôn chính thức với các bạn hay không nha. Mình sẽ tập trung để trả lời là các bạn có kết hôn chính thức hay không. Chứ ngày hôm nay mình không có tập trung để mô tả nhiều về cái người vợ hoặc là người chồng của các bạn nha. Nếu có thì mình sẽ mô tả thoáng qua cho các bạn thôi, tại vì chủ yếu là chúng ta sẽ tập trung để trả lời bạn có kết hôn chính thức không. Cái đèn pin chiếu sáng mọi người, nó còn có chút xíu pin. Nó hết pin là chúng ta chỉ còn có cái chùm đèn này thôi.
còn một lá nữa nha mọi người. Nè, khoan chờ mình. Đây, chúng ta bắt đầu nha. Bạn có kết hôn chính thức không? Tính từ bây giờ đến 3 năm. Root of abundance. Wow, gốc rễ của sự trù phú nè. Wow. Cái nữa. Oh, bạn có cơ hội. Ở đây các bạn có partnership alliance. Bạn có cơ hội nha. Để mình xem thêm. Transformation, sự chuyển hóa. Rồi hôm nay mình bắt năng lượng các bạn đa số là có sự chuyển hóa lớn trong cuộc đời á. Các bạn The Sun. Wow, năng lượng quá là tuyệt vời rồi. 10 ly, trời ơi, chắc chắn kết hôn luôn rồi. 10 ly nè mọi người. Wow. Oh my god. Các bạn có Truth. Wow, sự thật. Và các bạn có There's something better. Còn nhiều điều tốt hơn nữa đang chờ đợi các bạn. Wow. Các bạn sẽ còn liên tục á, có nhiều những cái sự thay đổi trong cuộc đời. Mà nó có nhiều điều tốt hơn đang chờ đợi các bạn nữa. Đây là một cái thông báo mà chỉ khi các bạn đang trong cái giai đoạn mà có sự điềm tĩnh, tức là có sự bình an một chút á, là các bạn mới cảm nhận được cái sự kết nối á, với là cái thông tin từ vũ trụ này. Còn cái lúc mà các bạn đang có nhiều những cái sự lo lắng, bất kể là lo lắng về vấn đề gì á, thì hầu như là các bạn sẽ rất là khó có thể tập trung vào trong cái năng lượng tích cực á. Nhưng mà các bạn cứ chờ thời gian thì sẽ chứng minh cái thông điệp này nha. Đó chính là mọi chuyện nó đang thay đổi theo cái hướng mà tốt hơn cái mà bạn mong chờ á. Và cái thông điệp này nữa. Ở đây là tất những cái vấn đề nó đang giống như là giữ bạn lại, tức là những cái vấn đề nó đang níu kéo bạn lại, nó đang không có để cho bạn tiến về phía trước. Being clear có nghĩa là những cái vấn đề đó nó đang được thanh lọc đi. We are, và chúng tôi, tức là vũ trụ đang theo dõi cái điều đó. Tức là những cái vấn đề nào trong tình yêu, trong hôn nhân nè, nó đang níu giữ bạn lại, nó làm cho bạn không có can đảm để yêu thương á, để yêu thương. Hoặc là nó làm cho bạn mất đi cái sự can đảm và cái niềm tin vào trong một cái tình yêu chân thật đến với các bạn. Làm cho các bạn bị mất đi cái niềm tin vào trong cái việc là cuộc đời chúng ta sẽ có được một cái mối tình mà có thể đi đến kết hôn. Nhưng bạn yên tâm, đó là vũ trụ đang muốn nói, là vũ trụ đang làm sạch những cái suy nghĩ, cái sự lo lắng, cái cảm giác như thế ở bên trong các bạn. Và vũ trụ rất là dõi theo các bạn nữa. Dõi theo các bạn nha. Cho nên với lại như thế này là có nhiều điều gọi là vừa cái sự mong đợi của các bạn á, giống như là các bạn mong muốn mình sẽ đạt được điều này điều kia trong tình yêu, trong hôn nhân, nhưng bạn sẽ không ngờ được đâu là sẽ cái sự chuyển hóa trong cuộc sống của các bạn á, tức là cái sự thay đổi nó sẽ đem đến cho các bạn, đảm bảo luôn, đó là cái điều tốt hơn cái mà bạn nghĩ đến á. Để mình đang khó mô tả cái chỗ này. Ở đây là bởi vì là có sự tác động từ vũ trụ, có sự tác động từ vũ trụ, tại giống như kiểu vũ trụ định hướng và hướng dẫn bạn sẽ gặp được cái người, sẽ đi đến được cái nơi mà nó phù hợp với các bạn hơn. Nó thật sự là đem đến cho các bạn một cái sự hạnh phúc trọn vẹn. Cái vấn đề của các bạn bây giờ á, là các bạn hãy cứ thắp sáng lại cái sự hạnh phúc của bản thân. Nghĩa là cho dù bạn đang là độc thân, đơn thân như chăng nữa ở thời điểm hiện tại này, hoặc là các bạn đang có người yêu mà xa người yêu như chăng nữa, hoặc là bạn đang có cái sự ngừng nghỉ, ngắt kết nối, sự tổn thương gì đó với một người yêu nào đó của các bạn đi chăng nữa, thì đừng bao giờ đánh mất đi cái việc thắp sáng cái niềm đam mê, cái sự hạnh phúc cho bản thân của bạn nha. Đừng bao giờ mà nghĩa là mình
Nghĩa là các bạn có đang trong cái tình trạng là đơn thân, độc thân hay như thế nào chăng nữa, cũng hãy tạo ra một cái môi trường, một cái môi trường mà nơi đó sẽ chứa đựng cái sự hạnh phúc của riêng cá nhân bạn. Ví dụ, khi nào là khi bạn hạnh phúc? Khi bạn hạnh phúc là khi bạn đọc một quyển sách, mình ví dụ á, hoặc là khi bạn hạnh phúc là khi bạn được ngắm một rừng hoa, một vườn hoa. Khi bạn hạnh phúc là khi bạn được đi dạo bên ngoài trời. Khi bạn hạnh phúc là khi bạn nấu ăn. Khi bạn hạnh phúc là khi bạn được phơi nắng nè, đón nhận năng lượng của ánh sáng mặt trời, hoặc là tập trung vào trong việc học, việc làm, tập trung vào trong niềm đam mê lý tưởng nào đó của bạn, thì đừng bao giờ để cho cái tình trạng trong tình yêu của các bạn hiện tại mà làm cho bạn đánh mất đi cái điều khiến cho các bạn hạnh phúc nha. Có nghĩa là bạn có đang độc thân, đơn thân, hay là bạn có đang trong một mối quan hệ nhưng có drama, tức là có những cái sự tổn thương cho nhau, hay là đang ngừng nghỉ, ngắt kết nối, chia xa hay là ở xa nhau gì đó, thì đừng bao giờ vì cái điều đó mà bạn đánh mất đi là cái không gian cho cái sự hạnh phúc của riêng cá nhân bạn. Thậm chí bạn còn nên tạo một cái gốc rễ vững chắc cho cái cuộc sống mà bạn đơn độc nữa. Có nghĩa là bạn hãy cứ sống thật hạnh phúc một mình trước đi, rồi thì partner sẽ đến với các bạn. Thì cái người yêu, cái người vợ hoặc là người chồng tương lai của các bạn cũng sẽ là một, giống như là một người bạn của bạn luôn, một người đồng nghiệp, một người đồng hành cùng với các bạn nha. Nhưng mà mình thấy được cả hai. Thứ nhất là bạn đã xây dựng được cái nền tảng thật vững chắc cho bản thân á, tức là bạn hạnh phúc khi chỉ có bản thân mình. Thì mình thấy là cũng là cái thời điểm đó mà bạn sẽ có một cái sự kết nối lại với người yêu thương bạn. Có nghĩa là một là khi đó bạn sẽ gặp gỡ cái người yêu thương bạn, tức là gặp gỡ người vợ, người chồng tương lai của các bạn, nếu hiện tại bây giờ bạn đang độc thân. Còn hoặc là bạn sẽ kết nối trở lại là sum họp đoàn tụ với lại người yêu của các bạn nha. Và cái sự chuyển hóa này đang đến với các bạn một cách mạnh mẽ. Các bạn sẽ có một cái kết happy ending nha. Tại vì 10 ly nó là một cái bằng chứng cho đó là bạn sẽ có một cái kết happy ending. Tức là một câu trả lời là bạn sẽ kết hôn với bạn sẽ kết hôn trong vòng 3 năm. Bạn sẽ có sự kết hôn chính thức trong vòng 3 năm. There's something better, có điều gì đó tốt hơn nữa. Thì năng lượng của các bạn thì mình thấy lên cái năng lượng của cái sự hạnh phúc á, nó là cái sự hạnh phúc á, nó là cái điều mà các bạn tập trung nhiều hơn là cái hình thức ở bên ngoài. Ví dụ như là mình sẽ ví dụ như là cái đám cưới của các bạn không có nhất thiết phải là thật lớn, phải là sự chứng kiến của nhiều người, mà các bạn chú trọng vào trong cái việc là hạnh phúc với nhau thôi. Và đó chính là cái gọi là cái điều tốt hơn á. Ý mình muốn nói á, là bạn tập trung vào trong cái niềm hạnh phúc á, trọn vẹn giữa hai người, hơn là cái việc là mình phải tổ chức một cái cuộc hôn lễ nó thật lớn, hay là phải chứng kiến của nhiều người. Rồi cái đèn pin chúng ta chỉ còn có cái nguồn sáng bên đây hơi mờ rồi, cho nên á, để mình phải giải thích chỗ này, không thôi là mấy bạn nghe không hiểu, mấy bạn sẽ hiểu lầm mình chết rồi. Ý mình muốn nói á, là cái việc mà các bạn tổ chức một cái cuộc hôn lễ nó như thế nào, nó lớn nó nhỏ, nó ở đâu, ai chứng kiến vân vân, thì cái đó là cái mà các bạn không có phải là đặt nặng cái vấn đề ra. Mà cái vấn đề đó là cái vấn đề quan trọng của các bạn á, chính là cái việc mà bạn phải cảm nhận được cái sự hạnh phúc á. Tức là các bạn rất là quan trọng cái việc là ở bên nhau thì liệu là có hạnh phúc thật sự hay không, tình yêu có phải xuất phát từ hai phía, và có hạnh phúc thật sự, có hòa hợp thật sự hay không, thì đó mới là cái điều mà các bạn bận tâm hơn là cái hình thức tổ chức cái cuộc hôn lễ nó như thế nào. Wow. Và các bạn sẽ đạt đến cái sự hạnh phúc trọn vẹn nha. Để mình xem. Mình chỉ cảm thấy là cái câu hỏi của chúng ta như là trong vòng 3 năm thì bạn có kết hôn hay không, thì cái câu trả lời cho các bạn là
nó sẽ có điều tốt hơn như vậy nữa. Cho nên là các bạn cứ chờ xem cái điều tốt hơn như vậy nữa sẽ là như thế nào nha. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuần 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụi ba. Từ đây cho đến trong vòng 3 năm là các bạn có kết hôn chính thức hay không? Rồi, mình sẽ tập trung để trả lời cái câu hỏi là các bạn có kết hôn chính thức hay không với mọi người. Chúng ta sẽ không có tập trung vào trong cái việc mô tả là người vợ hoặc là người chồng của các bạn như thế nào. Cái đó là mình sẽ làm cái video riêng. Còn nếu như chúng ta có thông điệp ở trong đây một cách rõ ràng thì mình cũng sẽ mô tả cho các bạn. Nhưng cái sự tập trung vẫn là bạn có kết hôn chính thức hay không. Các bạn có Earth Magic, phép màu đến từ đất. Và các bạn có Decide. Oh my god. Thì mình xem có lên năng lượng nào nha. Các bạn có Red Rejuvenate. Cho mình xem. Các bạn có Blessing, phước lành. Và các bạn có Don't Stop, đừng bao giờ dừng lại nè. Và các bạn có Magic. Ôi trời ơi, lên năng lượng toàn là Magic không vậy ta? Magic là đang nói về cái kiểu huyền bí phép màu á mọi người. Và các bạn có cái thông điệp này là wow, hãy tạo ra một cái không gian để cho một cái kết happy ending, một cái kết hạnh phúc đang đến với các bạn nha. Rồi, và các bạn có The Tower. Rồi mình hiểu rồi, có ba kiếm. Trời ơi, te tua mấy bạn tụ ba luôn. Ba kiếm là một câu, ba kiếm và The Tower. Rồi mình giải đáp nha. Trong vòng 3 năm, tức là tính từ bây giờ đến 3 năm, bất kể là thời gian nào, miễn là trong vòng 3 năm, bạn có kết hôn chính thức hay không? Câu trả lời là không. Câu trả lời thứ hai là có. Rồi lý do tại sao mình trả lời kỳ vậy? Thứ nhất á, là các bạn sẽ trải qua một cái mối tình nó không chân thật trước. Deceit là sự lừa dối. Và tức là các bạn phải chữa lành sau cái giai đoạn á, là các bạn phải trải qua cái sự cái gọi là không chân thật á. Không chân thật, nhưng mà nó có nhiều kiểu không chân thật ở đây nha mọi người. Không chân thật cũng không có đủ cái dữ kiện để kết luận là cái đối phương mà bạn gặp á, sẽ có một cái đối phương mà bạn sẽ gặp vào một cái thời gian nào đó, miễn là trong vòng 3 năm. Thì á, có nghĩa là đó không chân thật, có nghĩa là đó không phải là cái người sẽ đi đến happy ending cùng bạn. Nhưng không có nghĩa họ là người xấu. Mọi người hãy nghe mình giải thích chỗ này. Cái người này gọi là không chân thật ở đây có nghĩa là có nhân duyên với các bạn một thời gian thôi, chứ không phải là có nhân duyên với các bạn lâu dài. Và cái tính cách của họ thì nhiều khi nó có nhiều những cái mà không thể nói hết cho các bạn nghe về cuộc đời của họ. Có nghĩa vì sao? Vì bạn hãy suy nghĩ nè, có thể họ có những cái tổn thương đứa trẻ bên trong nào đó. Khi chúng ta thấy một cái người nào đó mà không chân thật với mình hoàn toàn, tức là họ có những cái điều gì đó mà không nói cho mình nghe hoàn toàn, thì có hẳn có phải chăng họ là người xấu không? Chưa chắc. Tại vì cái đó nó còn phụ thuộc vào cái sự tổn thương đứa trẻ bên trong của họ. Nhiều khi họ đang suy nghĩ về bản thân á, họ đang có những cái là nhìn về giá trị bản thân của mình thấp kém.
Họ đang rất là tổn thương cái đứa trẻ bên trong lòng của họ. Họ đang cảm thấy mình là một người thất bại. Họ đang thấy là giống như kiểu họ thất vọng với bản thân họ. Và họ đang cảm thấy họ ganh ghét với tất cả mọi người. Lý do là gì? Vì họ đang nhìn nhận sai lệch về giá trị bản thân của họ. Cho nên đó chính là cái người rất cần được chữa lành đó, và là cái người mà rất đáng để cho chúng ta có thể là thông cảm. Cho nên đừng có vội khi mà chúng ta nhìn thấy một cái người bên ngoài họ tỏ vẻ ra là ích kỷ, họ tỏ vẻ ra là cái gì đó không có dám bộc lộ hết bản thân đó. Tại vì nếu như họ không tự hào về bản thân thì làm sao mà họ có thể là bộc lộ nhiều về bản thân cho chúng ta nghe được. Thì các bạn hãy thấy một cái tâm lý nó rất là dễ hiểu thôi, đó là tốt thì khoe chứ xấu là che. Có nghĩa là đâu có ai đang ở trong một cái tâm trạng đầy tổn thương, thất vọng về bản thân mà người ta có thể đi nói hết cho người khác nghe về tất cả những cái tổn thương người ta trải qua đâu. Đấy. Cho nên là bạn sẽ gặp một cái người đó, người đó cũng là một trong những nhân duyên của các bạn, nhưng sẽ không phải cùng các bạn đi đến lâu dài nha. Rồi sau đó các bạn phải chữa lành cái nhân duyên này. Tức là các bạn phục hồi lại bản thân của các bạn, rồi các bạn dành thời gian đơn độc một mình, các bạn yên tĩnh phục hồi lại năng lượng của bản thân một thời gian. Các bạn phải phục hồi một thời gian để rồi sau đó cái phước lành mới đến. Cái phước lành trong tình yêu hôn nhân mới đến với các bạn nha. Rồi cái nữa là có trong cái giai đoạn mà bạn gặp một người á, mà bạn tưởng chừng như cái người đó rất là tiềm năng với các bạn. Bạn cứ tưởng đó chính là một real soulmate, bạn tưởng rằng đó là một tri kỷ tâm hồn thật sự với các bạn á. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì nó đầy rẫy những cái tổn thương lắm, mà có nhiều điều khiến bạn bất ngờ lắm, giống như kiểu là đi từ bất ngờ đến bất ngờ khi mà bạn khám phá về đối phương. Có nghĩa là nhiều khi bạn thấy bên ngoài người ta như thế nhưng đằng sau nó là một cuộc đời tổn thương chẳng hạn, thì nó chắc chắn là cái vẻ bên ngoài thể hiện, cái hình thức bên ngoài nó đã không có phản ánh đúng được những cái bên trong của người ta hoặc là cuộc đời người ta trải qua. Cho nên các bạn sẽ đi từ bất ngờ đến bất ngờ. Một cái nữa, có nhiều những cái tổn thương lắm, rồi các bạn bị kích hoạt lại những cái tổn thương bên trong của các bạn luôn. Có thể vì những cái yếu tố giống nhau cho nên thành ra là các bạn bị kích hoạt lại tổn thương bên trong. Chẳng hạn như là cái người này từng là bị tổn thương đứa trẻ bên trong, để rồi từ đó khi các bạn tiếp xúc á, thì cái năng lượng đau đớn á, bạn có bị ảnh hưởng và bạn bị kích hoạt lại cái tổn thương bên trong của bạn luôn. Nhưng mà câu chuyện của ai là của người đó. Cho nên bạn thấy là trải qua một cái câu chuyện tình cảm, nó có nhiều những cái sự sâu sắc yêu thương nhau, nhưng đồng thời là các bạn cũng sẽ bị rất nhiều cái cảm giác là bị kích hoạt tổn thương bên trong. Tức là nó có nhiều cái sự yêu thương nhau nhưng cũng có nhiều cái sự đau đớn. Và sau đó là các bạn phải chữa lành ha, tĩnh lặng một mình, yên tĩnh, chữa lành một cách bình an. Rồi các bạn là dựa vào bản thân của mình ha, đứng vững đôi chân của mình trên mặt đất. Rồi sau đó phước lành mới đến với các bạn nha. Don't stop ở đây á, là vũ trụ muốn nói cho các bạn đừng bao giờ chỉ vì một nhân duyên ngắn hạn mà các bạn dừng lại cái việc hy vọng cho một nhân duyên sẽ cùng bạn đi đến cuối đời. Đừng bao giờ như thế. Don't stop. Bạn hãy cứ tiếp tục, cứ chữa lành đi. Nếu còn đau đớn thì mình cứ chữa lành để phục hồi lại bản thân. Hãy cứ thiền nhiều hơn để cho trái tim, để cho tâm hồn, tinh thần của các bạn là được bình an hơn. Hãy như thế để rồi sau đó các bạn tiếp tục nuôi dưỡng cái ước mơ, cái hy vọng. Đó là bạn sẽ có được một người đồng hành cùng với các bạn nha. Và phép màu sẽ đến. Phép màu sẽ đến với cuộc đời các bạn. Đúng nghĩa là phép màu, bởi vì sẽ có rất là nhiều điều, những cái sự chuyển hóa đến sau khi các bạn bị tổn thương á, rất là nhiều những cái phép màu và cái sự chuyển hóa đến sau đó mà bạn sẽ không ngờ được đâu. Một cái nữa là khi mà bạn đã chữa lành rồi thì bắt đầu bạn phải có một cái sự chuẩn bị á, tức là bạn phải tạo ra một cái không gian nơi đó để chứa đựng tất cả những cái mà bạn sẽ đến được với cái năng lượng đó, là một cái kết hạnh phúc trong tình yêu của các bạn, một cái happy ending. Như vậy chứng tỏ là nghĩa là bạn phải có sách lược á. Sách lược là gì? Hãy cứ tập trung là vào bản thân của các bạn, rồi bạn mong muốn một cái tương lai ngày mai như thế nào, bạn mong muốn cùng một người có những cái tính cách như thế nào, tính cách như nào, rồi bạn hãy tưởng tượng đến, tại vì gọi là make from mà, bạn phải tạo ra một cái không gian để chuẩn bị cho một cái kết happy ending trong tình yêu đến với các bạn.
À, tức là một cái cuộc hôn nhân chính thức đến với các bạn, hoặc là một cái tình yêu cùng bạn đi lâu dài. À, thì có nghĩa là bạn hãy tạo ra cái không gian cho nó. Tức là bây giờ bạn muốn một người như thế nào thì bạn hãy có sự tưởng tượng hình dung là cái người đó với cái tính cách như thế nào để có thể hòa hợp được với các bạn nè. Rồi tiếp theo là đâu có ai mà bắt bạn phải giới hạn cái sự hình dung tưởng tượng của các bạn lại đâu. Tức là bạn mong muốn là bạn làm việc gì trong tương lai, rồi bạn mong muốn là bạn sẽ cùng họ đến sống ở một nơi như thế nào, cùng nhau sinh sống ra sao, cùng nhau đồng hành như thế nào. Thì bạn hãy tưởng tượng á. Tưởng tượng tức nghĩa là gì? Có nghĩa là mình suy nghĩ đến, mình tập trung đến, mình nghiêm túc đến. Thì cái đó là gọi rằng make room, tức là tạo ra một cái không gian cho cái kết happy ending trong tình yêu đến với các bạn. Wow. Cho nên trong vòng 3 năm thì trong vòng 3 năm các bạn sẽ trải qua cái câu trả lời no trước với một người mà tưởng chừng như người đó là soulmate, tưởng chừng như người đó là người cuối cùng của bạn nha. Nhưng mà cái sự chuyển hóa nó đến và cái người đó là không phải, mà là một cái người mới. Hãy để ý là muốn nói là rồi thì một tình yêu vô điều kiện sẽ đến với các bạn. Tình yêu mà sẽ cùng bạn có happy ending, nó sẽ là một tình yêu mà các bạn sẽ không có toan tính bất cứ điều gì. Tức là không có bất kỳ một cái sự trở ngại nào có thể làm cho các bạn là phải suy nghĩ đến, phải lo sợ đến. Wow. Mấy bạn có thắc mắc gì thêm không? Mình sẽ rút các bạn thêm hai lá bài. Trời ơi, ba lá như mọi người. Tại vì mình muốn rút cái lá cuối nữa. Trời ơi, 8 ly nè, thấy không mọi người ơi. Cũng phải bước đi nha, cũng phải bước đi một mối tình. Trời ơi, 9 ly, ước mơ thành hiện thực rồi. Là không có một cái thông tin nào mới cho các bạn luôn á. Chính là vẫn là câu trả lời no trước rồi mới đến câu trả lời yes sao. Wow. Bạn cũng phải là bước đi ra khỏi một mối tình ha, mà cũng khiến cho các bạn suy nghĩ nhiều, nhiều khi mất ngủ, stress tùm lum. Rồi, một cái ước mơ thành hiện thực của các bạn đến liền ngay sau đó. Rồi, trong vòng 3 năm nha. Câu trả lời no trước với một người tưởng chừng như là soulmate thật sự trong cuộc đời. Rồi, mới đến là yes, là một người mới nha các bạn. Happy ending cùng với cái người mới. Mình xin kết thúc trả bài của các bạn tụi ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.